Anh Thuốc Euro Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em là một cái bao Crown bằng 6 VZ. Đây là những chiếc bao được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Thì đối với anh em đang sử dụng những cái cặp loa 30, 40 và 50 thì đây là những cái lựa chọn để anh em chơi vừa nghe nhạc vừa karaoke hát hò gia đình. Rất là thoải mái ha, và chất âm của Crown rất là hay, rất là mạnh mẽ và rất là uy lực. Thì về thông số của chiếc Crown 36 VZ này thì nó có công suất thực lo cho 8 ohm là 1120W trên mỗi một kênh 8 ohm ha, trên mỗi một kênh 8 ohm. Và đối với 4 ohm nó là 1565W, coi như là 1600 nữa ha. Và 2 ohm nó đánh xuống được 2 ohm thì nó cho ra là 1800W mỗi một kênh ha, mỗi một kênh. Thì đây là nó đánh được 4 cầu lo, anh em chơi được 2 cặp. Thì đối với Crown 36 thì anh em đánh có thể 2 cặp 30 hoặc 2 cặp 40 và 1 cặp 50 là Vivo ha. Và còn những cái dòng bô hay là những cái dòng Spring Vega thì anh em chơi thoải mái vô tư rồi. Đấy, thì đây là phần mặt mũi nè, rất là keng. Thì con này nó từ Nhật về nên nó điện nó là 100V nên em ha. Con này từ Nhật về điện 100V. Đây là các cầu lò phía sau. Thì đường vào bao gồm ngõ số ly nè, ba lăng. Đây là cầu lò. Đây là phần nắp trên. Thì ốc át hai phần bên hông em đã mở ra sẵn rồi. Rồi bây giờ em sẽ mở cái phần nội thất cho anh em xem. Đây là cái phần tổng thể nội thất ở đây. Hai tầng phô rất là to. Và mỗi ghế này là 4 tủ lục nguồn. Rất là keng ha. Thì đối với Crown thì cũng đã nhiều anh em cũng chia sẻ rồi, về nguồn vàng hay là nguồn đen thì nó chẳng như nhau hết. Thì nguồn vàng thì nó không phải là một cái tăng phô xi màu vàng, nó là chỉ một cái lớp keo màu vàng thôi, một lớp keo bên ngoài thôi. Còn này là lớp keo phủ bên ngoài thôi, chứ không có gì mà để anh em phân biệt nguồn vàng với nguồn đen gì hết. Rồi thì bây giờ em sẽ mở máy ngóc của này để em lật lên cái phần sò công suất lên cho anh em xem. Đây là tổng thể phần khi mà em mở hai cái dĩ phía bên ra là ha. Đây là phần tụ thì nằm phía trên đây, còn phần sò công suất thì nằm phía dưới đây. Thì mỗi một quế như thế này là 12 sò vuông miệng ha. Đây anh em xem, rất là mới, những sò còn sáng tròn nha. Đây, đều là sò vuông miệng hết ha. Và zin nguyên bản thì cái phần dưới nó sẽ chạy thêm 8 con sò than xanh đen lớn nữa, đó là phần sò điểm ha. Thì đó, cái phần hai bên này là sẽ ốp lại với nhau là như thế này đó. Rồi thì em quay luôn cho anh em xem về cái đầu đẹp. Rồi thì với giá là 25.500 anh em ha. 25.500 trong bao Crown 36 VZ cực đẹp này. Rồi thì bây giờ em sẽ gắn dây và em test cho anh em. Anh em chạm trong giây lát. Dạ rồi, thì em đã gắn dây kết nối vào, kết nối chung với cặp loa Technic Monitor M1 ha. Thì đối với Crown 36 VZ và ngay cả những cái dòng 502 cũng vậy, cái nhược điểm của nó là những cái con bao công suất lớn thì thường là những chiếc quạt nó hơi ồn ha, nó hơi ồn. Thì anh em chơi không gian ngoài trời hoặc là những cái không gian quán hay là anh em không gian mà không quá kín thì anh em có thể chấp nhận được tiếng quạt của nó. Thì anh em mà đem vô phòng thì nó cái tiếng quạt nó hơi ồn, hơi gây khó chịu chút xíu ha. Thì đó là những cái nhược điểm của thằng Crown 36 VZ. Thì đối với những chiếc bao công suất lớn thì bắt buộc phải có những chiếc quạt này để tản nhiệt tốt ha. Đấy, đây là lò phía bên phải ha. Như sương như khói mau tan trong đêm giông tố miên man, và má hồng đầy nỗi ưu phiền. À,
thôi, là quảng cáo. Một tiếng mỗi ngày, 2 giờ chiều. Rồi, anh em chào trong giờ. Trời làm phong ba đến tận bao giờ, để cành hoa tan nát dưới trời mưa. Đôi chân lê bước thương đau, đi trong giá thuốc canh thâu, phần má hồng nắng. Đây thì em đang đánh nguồn nhạc trực tiếp từ TV xuống qua đầu vậy mà ha, không qua rè. Xa vô đầy trong gai biết đau niềm vui. Đấy thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo trước khi gửi đến cho anh em. Đây. Rồi em sẽ quay lại phần ruột gan cho anh em xem một lần nữa về cái độ đẹp của nó. Rất là keng ha. Dạ rồi, em xin kết thúc clip và giá là 25 triệu 500 em ship toàn quốc. Dạ rồi, em xin kính chào anh em.